Điều gì đem đến sự hài lòng? Thoải mái tối đa. Đó là cảm giác được ở trong một môi trường lý tưởng. Cảm giác được bao phủ bởi luồng không khí mát mẻ nhẹ nhàng của các set Kirill. Cảm giác được bao phủ bởi luồng gió dịu nhẹ với công nghệ làm mát mới nhất của Kirill. Tự do sở hữu một trong những công nghệ làm mát nhanh nhất trong tầm tay cho những ngày nắng nóng. Và cảm giác dễ chịu với luồng gió đông đều của Kirill. Một số người nói rằng sự hài lòng đến từ sự hợp nhãn, thẩm mỹ tinh tế. Điều khiển từ xa mảnh mai, hiển thị nhiệt độ nổi bật, hiển thị thời gian chính xác và dễ dàng sử dụng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và chức năng. Một thiết kế đẹp đã đạt giải thưởng IF Design Award và Good Design Award, làm mờ ranh giới giữa tác phẩm nghệ thuật hiện đại và chiếc máy điều hòa không khí tinh tế ở bất kể nơi đâu. Ưu tiên sức khỏe. Có lẽ sự hài lòng là về việc có không khí mát, sạch, đã được lọc sạch bởi phiên lọc Gen Ion và phiên lọc PM2.5 của Kirill, và được ức chế bởi công nghệ streamer độc đáo và đã được cấp bằng sáng chế của Daikin, giúp phân hủy các chất gây dị ứng, virus và vi khuẩn bằng các electron tốc độ cao. Mang đến cho bạn và người thân sự hòa hợp trong hơi thở dễ chịu và nhẹ nhàng chăm sóc làn da. Cảm giác tuyệt vời. Đôi khi sự hài lòng đến từ những điều nhỏ nhặt, như giữ cho trái đất xanh với một chất làm lạnh R32. Cassette Kirill được thiết kế để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với trái đất. Kirill mang đến sự hài lòng và thoải mái với làn không khí mát bao quanh. Perfecting the air, Daikin.